Thưa quý vị, trong những ngày qua, liên tiếp những ca mắc mới COVID-19 đều có du học sinh Việt Nam trở về từ các quốc gia châu Âu. Và điều này hẳn làm cho những phụ huynh có con em đang du học tại nước ngoài cảm thấy rất lo lắng. Việc lựa chọn là trở về hay là ở lại hẳn rất là khó khăn và cũng là một quyết định quan trọng trong thời điểm này. Nhiều du học sinh thì đã quyết định là trở về nước do sự lo ngại của gia đình cũng như sự tin tưởng vào hệ thống phòng dịch ở quê nhà. Còn nhiều bạn thì vẫn quyết định ở lại nơi du học. Vậy thì suy nghĩ và cảm xúc của những du học sinh này như thế nào? Chúng tôi đã thực hiện một cuộc phỏng vấn qua điện thoại cùng với một du học sinh Việt hiện là sinh viên năm cuối trường đại học Unimore, thành phố Modena, miền Bắc nước Ý. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi. Xin chào Mai Trang, cảm ơn bạn đã nhận lời phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay. Là một du học sinh tại Ý, thời điểm này nước Ý đang bị ảnh hưởng rất nhiều bởi dịch Covid-19. Vậy việc học của bạn tại nơi đây thì ảnh hưởng như thế nào ạ? Hiện tại thì ở nước Ý, lệnh phong tỏa đã có hiệu lực khoảng 2 tuần rồi. Đối với thành phố Modena, nơi em đang sinh sống, thì ngay từ khi có ca nhiễm bệnh đầu tiên, tức là cách đây khoảng 1 tháng, thì thành phố đã thực hiện đóng cửa tất cả các trường học trong thành phố. Và hiện tại chúng em đang duy trì việc học bằng hình thức online, cũng như là trao đổi thường xuyên qua email với những giáo viên. Với em là sinh viên năm cuối, hiện tại đang thực hiện luận văn tốt nghiệp thì cũng có gặp một số các khó khăn, ví dụ như là chúng em không thể nào được gặp thầy cô trực tiếp để trao đổi, bàn bạc những cái khó khăn khúc mắc của mình, mà toàn bộ bọn em đều phải liên hệ với các thầy cô qua điện thoại hoặc là qua email. Nhân đây Mai Trang có thể chia sẻ cho chúng tôi biết một ngày ở nước Ý trong cái thời gian cách ly này của bạn thì diễn ra như thế nào? Kể từ khi có ca dịch đầu tiên thì tất cả các bạn sinh viên chúng em, sinh viên Việt Nam chúng em đều thực hiện tự cách ly ở nhà. Tức là bọn em đã ở trong nhà được khoảng hơn 1 tháng rồi. Hiện tại thì mỗi tuần bọn em ra ngoài một lần duy nhất để mua đồ ăn, thức uống, phục vụ cho cả tuần. Tất cả các hoạt động khác như là tập thể dục, ăn uống, học tập, vui chơi, bọn em đều thực hiện ở trong nhà. Như em là sinh viên năm cuối thì phần lớn thời gian em dành chủ yếu cho việc nghiên cứu và làm luận văn tốt nghiệp của mình. Còn lại thời gian rảnh rỗi thì em dành để đọc thêm các tin tức về Ý cũng như là ở Việt Nam về tình hình dịch bệnh và các sắc lệnh mới của chính phủ. Ngoài ra thì chúng em cố gắng tạo thêm một thói quen mới, một sở thích mới. Như bản thân em đang cố gắng học thêm một thứ tiếng khác ngoài tiếng Anh ra là tiếng Ý. Các bạn ở trong ký túc của bọn em thì cũng có thêm các hoạt động khác. Ví dụ như là một số bạn thì rủ nhau chơi đá bóng ở ngoài sân hoặc là chơi bóng bàn, nhưng luôn luôn đảm bảo khoảng cách cách nhau ít nhất từ 1m đến 1,5m trở lên. Dạ vâng, gia đình thì chắc hẳn đang rất là lo lắng cho Mai Trang bởi vì Mai Trang đang phải ở một cái vùng tâm dịch như vậy. Vậy Mai Trang có lo lắng hay là băn khoăn gì về việc đi hay ở và tại sao bạn lại chọn ở lại nước Ý như hiện nay? Thời kỳ đầu khi dịch mới bùng lên ở Ý thì em cũng khá là hoang mang và lo lắng. Bởi vì thực tế là thời gian đầu bộ phận lớn người dân ở đây họ không lường trước được sự nguy hiểm của dịch bệnh. Họ cũng không có khái niệm về phòng tránh bệnh, họ ra ngoài không khẩu trang và vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường. Ba mẹ em thì tính đến thời điểm này không dưới 3 lần gọi điện yêu cầu em về nước. Tuy nhiên thì sau khi mà em tự phân tích, tự thấy được sự an toàn ở môi trường nơi em sinh sống, cũng như là kể từ sau khi có lệnh phong tỏa của Thủ tướng Chính phủ, em đã thấy yên tâm hơn để tự cách ly và phòng tránh ở đây. Vì khi mà phân tích ra thì trong quá trình bọn em di chuyển từ đây ra sân bay và về đến Việt Nam, khoảng thời gian cũng phải lên đến 1 ngày, có rất nhiều những cái rủi ro bọn em có thể gặp phải. Và trong thời điểm phong tỏa thì việc đi lại cũng vô cùng khó khăn. Thế nên chúng em quyết định ở đây tự cách ly mình và duy trì các cái sinh hoạt ở trong nhà càng nhiều càng tốt. Dạ vâng, không biết rằng ở nước Ý thì Mai Trang có thường xuyên theo dõi những cái thông tin ở nước nhà hay không? Và cảm xúc của Mai Trang như thế nào về việc phòng chống dịch của chính phủ Việt Nam dành cho người dân và đặc biệt là những du học sinh? Bản thân em là một du học sinh hiện đang sinh sống và học tập ở một đất nước khác. Tuy nhiên hàng ngày em vẫn thường xuyên cập nhật các thông tin, tin tức về tình hình dịch bệnh ở Việt Nam. Cá nhân em thì em cảm thấy rằng các biện pháp phòng chống dịch ở Việt Nam đều được thực hiện đến thời điểm này đều rất là tốt và cẩn trọng. Em cũng có những người bạn là du học sinh ở bên này và hiện đã về Việt Nam và thực hiện cách ly tập trung. Các bạn cũng có chuyển thông tin về cho em và em nhận thấy rằng là ở khu cách ly tập trung có thể là không tiện nghi bằng so với ở nhà mình được. Tuy nhiên thì những
điều kiện thiết yếu nhất cũng đã được đảm bảo để các bạn an tâm duy trì sức khỏe. Đó là điều vô cùng đáng quý ở thời điểm này mà ở một số quốc gia như là ở Ý không thể có được. Tất cả những người Ý khi mà phát hiện ra là mình bị bệnh hoặc là ở thể nhẹ thì sẽ được yêu cầu là tự cách ly ở nhà, chứ không được cách ly tập trung cũng như là không có bác sĩ hàng ngày đến để kiểm tra sức khỏe của mình. Cảm ơn Mai Trang, chúc bạn có một cái sức khỏe tốt để vượt qua cái thời gian khó khăn này.